Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Quá trình ăn làm giảm cân là tín hiệu tốt hay xấu? Khi ăn số 7, tức là 100% gạo lứt muối mè, người ăn thường giảm từ 3 đến 15kg mỗi tháng trong 3 tháng đầu áp dụng thực dưỡng. Đối với người béo phì, trọng lượng giảm nhiều hơn và thời gian kéo dài hơn. Bản thân chúng tôi sụt mỗi tháng 5kg trong 3 tháng đầu, từ 60kg còn 45kg. Sau đó không còn xuống cân nữa dù chúng tôi ăn lại số 7 trong thời gian dài hơn 6 năm. Khi giảm cân đến mức nào đó thì cơ thể biết cách dừng lại, không cho giảm thêm nữa. Cơ thể là bộ máy vi diệu, hãy để nó tự vận hành và điều chỉnh. Tuy nhiên, nhiều người không hiểu cơ chế giảm cân này, đâm ra lo lắng. Một số bỏ cuộc trong thời gian này vì sợ đuối sức, số khác sợ cơ thể mất đẹp. Hãy vượt qua giai đoạn đầu này. Tình trạng giảm cân là cần thiết và có lợi cho cơ thể. Giảm cân là một cơ chế mà cơ thể từ đó thải những độc tố ra ngoài. Độc tố bao gồm hóa chất bất lợi, kim loại nặng, thuốc uống, những chất không phù hợp với cơ thể, những thực phẩm không phải là thức ăn chính của con người. Bao nhiêu năm chúng ta sống là bấy nhiêu năm chúng ta đưa độc tố vào trong cơ thể mình. Nếu tiếp tục nạp vào nữa sẽ gây nguy hiểm cho cơ thể, biểu hiện qua sức khỏe suy yếu, bệnh tật phát sinh. Thực tế có người bệnh nhẹ, có người bệnh nặng, và có người không cứu chữa được. Đó là tùy vào lượng độc tố đưa vào cơ thể ít hay nhiều. Theo triết lý âm dương, âm có tính trương nở ly tán, dương có tính co rút thu giữ. Âm hóa giải dương, dương hóa giải âm. Trong khi đó, quân bình hóa giải được cả âm lẫn dương. Độc tố mang tính âm trương nở gây ra chết chóc ly tán. Gạo lứt mang tính quân bình âm dương nên hóa giải được độc tố âm, làm cơ thể giảm cân co rút, giữ được màng sống. Theo đông y, cơ thể khỏe mạnh là cơ thể quân bình âm dương. Ăn 100% gạo lứt là cách dễ nhất và nhanh nhất lặp lại quân bình âm dương cho cơ thể, tức giúp cơ thể khỏe mạnh. Đó là lý do tại sao tiên sinh Osawa nói ăn số 7 là cách ăn khôn ngoan nhất. Giảm cân xảy ra trong một thời gian ngắn, nhưng quá trình thải độc diễn ra dài hơn cho đến khi độc tố được đào thải hết. Cơ thể thải độc tố qua nhiều đường nhưng chủ yếu là qua đường cầu và đường tiểu. Độc tố còn được thải qua da như ghẻ ngứa, mề đay, màu da tái nhợt, vàng vọt hoặc là xám xịt. Ngoài ra, độc tố được thải qua mồ hôi, qua hơi thở, qua hệ thống huyệt đạo, tà khí. Trong giai đoạn thải độc tố, các chất thải nặng mùi hơn bình thường. Để xây dựng lại hệ thống tế bào lành mạnh, đầu tiên cơ thể phải giảm cân, tiếp theo thải độc tố ra ngoài. Sau cùng là các tế bào lành mạnh được sinh ra và nuôi nấng bằng thức ăn đúng là gạo lứt sẽ thay thế dần các tế bào nhiễm độc, suy yếu và mang mầm bệnh. Một khi mà toàn bộ tế bào đã được thay thế, từ tế bào máu, da đến thịt, tế bào lục phủ ngũ tạng, xương và tế bào tủy não, thì cơ thể mới tạm gọi là khỏe mạnh. Theo tiên sinh Osawa, quá trình thay thế này diễn ra trong 7 năm đối với nữ giới và 8 năm đối với nam giới. Cho nên những người mắc bệnh nan y, đặc biệt là bệnh ung thư, phải qua khỏi 7 năm hoặc 8 năm theo thực dưỡng chuẩn thì mới yên tâm với sức khỏe của mình. Khi đã hiểu được quá trình thải độc qua việc giảm cân thì phải biết hy sinh sắc diện trong những năm đầu. Thân thể hơi ốm, sắc da xấu hơn, da xanh xao vòng vọt. Từ năm thứ 3, da sẽ sáng dần lên. Từ năm thứ 5, chúng ta sẽ đẹp hẳn lên từ thể xác đến tâm hồn. Khi cơ thể không còn độc tố, tức được khỏe mạnh thì da sẽ sáng mịn. Cơ nhục sẽ săn chắc mềm mại nhưng không chảy xệ. Các khớp xương dẻo hơn. Sau một thời gian ngắn ăn số 7, bản thân chúng tôi ngồi được thế kiết già mà trước đó không thể làm được. Một bạn diễn viên múa thực hiện được các tư thế uốn dẻo sau khi đã ăn gạo lứt mà trước đó thì không thể thực hiện được. Dần dần thân thể trở về cân đối, không ốm cũng không mập. Người trông trẻ hơn so với tuổi. Một chị ăn thực dưỡng trên 10 năm, lần đầu gặp chị chúng tôi đoán chị nhỏ tuổi hơn mình. Đầu ngờ chị lớn hơn chúng tôi gần 10 tuổi, cảm giác thân thể nhẹ nhàng, không nặng nề trì trệ như trước. Đầu óc sáng suốt, tinh thần vui vẻ mà mạnh mẽ. Thân khí toát ra vẻ uy nghi mà thân thiện, bước đi nhẹ nhàng uyển chuyển, đó là vẻ đẹp tâm hồn của những người thực dưỡng lâu dài. Người ăn được số 7 lâu dài chứng tỏ người đó có sức khỏe tốt. Trong 7 điều kiện sức khỏe của tiên sinh Osawa, điều kiện số 7 là ăn bất kỳ món gì cũng ngon. Vậy nếu còn một món gì đó ăn không thấy ngon hoặc ăn số 7 thấy ngán thì chứng tỏ là sức khỏe chưa tốt. Gạo lứt là thức ăn cung cấp cho ta đầy đủ năng lượng sinh khí, đó là loại năng lượng tốt nhất và không chứa độc tố. Khi chúng ăn thêm một loại thức ăn khác có nghĩa là chúng ta bớt đi phần năng lượng tốt đó cho chính mình. Càng ăn nhiều thức ăn khác càng bớt đi nhiều năng lượng tốt. Chưa kể các thức ăn khác còn chứa độc tố, khi đó làm cho cơ thể xuất ra năng lượng để hóa giải và đào thải độc tố. Ăn những thức ăn khác không những không cung cấp năng lượng tốt mà còn làm tiêu hao năng lượng tốt của cơ thể mình. Dù ốm dù mập, mọi người đều có trái tim với chức năng là không thay đổi. Đối với người ốm thì trái tim làm việc nhẹ nhàng hơn. Chỉ cần một động tác co bóp bình thường của tim thì máu sẽ đến các cơ quan xa nhất của cơ thể. Nhưng đối với một người mập, tim phải làm việc vất vả hơn, tim phải bóp mạnh hơn, phải bóp nhanh hơn thì máu mới tới các cơ quan xa nhất được. Như vậy, tim buộc phải làm việc nhiều hơn, nhịp tim nhanh hơn,
Theo đó, tất cả các cơ quan khác cũng phải làm việc nhiều hơn. Đối với người ốm, các cơ quan làm việc ít hơn. Đối với người mập, các cơ quan làm việc nhiều hơn. Làm việc nhiều thì nhanh suy hơn. Cho nên người ta nói người ốm sống lâu hơn người mập, hoặc số đo của vòng bụng, tỷ lệ nghịch với tuổi thọ. Thải bỏ cái xấu, thay thế bằng cái tốt, đó là điều mọi người đang làm. Giảm cân là thải bỏ tế bào xấu, ăn số 7 hoặc thực dưỡng để kiến tạo tế bào tốt. Tại sao không làm? Ha ha ha, 问什么的说